Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. Ở các video trước đó, chúng ta đã hoàn thành những phần sau. Phần ngữ pháp của đề thi gồm 10 câu. Phần word form của đề thi 10 câu. Phần sửa lỗi sai 10 câu Phần điền từ vào đoạn văn cho từ sẵn. Phần điền từ phù hợp vào đoạn văn không cho từ. Phần đọc hiểu gồm 10 câu đầu tiên của đề thi. Ở video này, chúng ta sẽ làm phần đọc hiểu khá là dài của đề thi các bạn. Đây là dạng bài tập theo kiểu IELTS à, phần đọc thứ hai của đề thi IELTS các bạn nha. Và các bạn lưu ý rằng đề thi chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2020-2021 có một cái bài tương tự như thế này các bạn. Có nghĩa là gì? Là người ta sẽ cho các bạn những đoạn văn, cụ thể ở đây các bạn sẽ có 6 đoạn văn. Và người ta sẽ cho các bạn 9 cái headings thì các bạn sẽ tìm cái heading cho đoạn văn hay còn gọi là các bạn tìm cái nội dung chính, cái chủ đề cho đoạn văn của chúng ta các bạn nha và ở dưới đó là các bạn sẽ có câu hỏi như thế này là yes hoặc no hoặc not given rồi thì để làm tốt cái dạng bài tập này à, các bạn hãy đọc cái Headings trước các bạn nha rồi đầu tiên à, khi mà các bạn đọc cái heading này rồi thì các bạn sẽ hiểu được cái bài của chúng ta nói về cái gì và ở đây thì các bạn theo dõi qua màn hình thì thầy sẽ cô hạn chế là kéo lên kéo xuống thầy sẽ giúp các bạn hiểu hết cái bài đọc của chúng ta về các từ vựng và lý do tại sao các bạn chọn nha rồi một mức độ của kiểm soát ở đây một cái mức độ các bạn rồi control là các bạn có cái sự kiểm soát rồi trong bài các bạn lưu ý rằng những cái chữ này thông thường nó xuất hiện trong bài hoặc là nó sẽ xuất hiện với cái dạng là tương tự các bạn nha rồi à, nơi mà nghiên cứu đã được thực hiện trong cái sự ảnh hưởng của gia đình và tính cách. À, cái phần tiếp theo là phân loại những cái đặc điểm tính cách theo như xuất xứ các bạn. Theo như à, xuất xứ, xuất thân. Rồi, phân loại những đặc điểm tính cách. Phần 4 là các bạn. Một cái sự phản ứng đa dạng trong những cái tình huống tương tự. Kết nối giữa nhân cách và cái khía cạnh của cuộc sống của chúng ta cái mà chưa được chọn rồi ở đây rất là nhiều cái sự phản ứng à, chúng ta sẽ tìm cái đoạn văn nào có nhiều sự phản ứng các bạn à, câu số 5 một cái lý thuyết có thể mà lý thuyết này có thể không đúng à, số 6 là các bạn là những cái ảnh hưởng à, gây hại tiềm năng của trạng thái tình cảm Rồi Và cái phần 7 này các bạn Cái cách mà cuộc sống của chúng ta Có thể nâng cao Cải thiện gia cố Cái à, tính cách của chúng ta Và phần 8 này các bạn Là những cái sự khác nhau Giữa cái tính cách Của đàn ông và phụ nữ Rồi cái này thông thường là dễ nhất các bạn Bởi vì sao Bởi vì à, sự khác nhau Giữa tính cách của đàn ông và phụ nữ thì trong bài nó đề cập à, nhìn rất dễ nhận ra rồi các bạn cũng dành thời gian đọc những câu hỏi thế này các bạn ở đề ở đề hà nội à, đại học sư phạm hà nội các bạn y chang này luôn yes là có trong bài no là ngược với trong bài các bạn nha ngược với trong bài còn not given có nghĩa là không có đề cập có nghĩa là bạn không đủ dữ liệu để mà à, chọn yes hoặc no. Rồi. Bây giờ câu số 7 này các bạn. Thì Alan và Beth này minh họa những hành vi tương phản trong những cái tình huống tương tự. Ở đây à, chúng ta tập trung chỗ nào mà có Alan với Beth các bạn. Còn nội dung tính sau cứ thấy hai người này thì tập trung vào trước. Thì câu số 8 này các bạn. Khi mà chúng ta trở nên già hơn thì chúng ta trở nên có khả năng để mà phân tích cái tính cách của chúng ta Chưa? À, khi chúng ta già hơn thì có khả năng để mà phân tích các bạn tính cách số 9 nha các bạn sự hồi hộp sự lo lắng là một cái ví dụ của cái đặc điểm học thức rồi ở đây sự lo lắng câu số 10 thì các bạn những đứa trẻ được nhận nuôi à con nuôi các bạn cung cấp cái chứng cứ rằng chúng chúng thừa hưởng nhiều cái nhân cách hơn là chúng có thể đạt được rồi à có nghĩa là đạt được ở đây có nghĩa là học được các bạn còn ở đây là inherit là thừa hưởng rồi chỗ nào có adopted children thì chúng ta sẽ chú ý tới câu này rồi bây giờ chúng ta sẽ xem trong bài các bạn nha à, như đã trình bày với các bạn là các bạn theo dõi cái màn hình Uh, thầy sẽ dịch một lần những cái đoạn văn này sau đó thì sẽ chọn hết đi luôn các bạn nha uh, chúng ta không kéo lên cái xuống sẽ làm cho các bạn chóng mặt nha rồi thì cái bài của chúng ta là personality có nghĩa là nhân cách tính cách là gì thì đây là một cái bài đọc uh, khó các bạn nha uh, cái bài đọc này nếu như mà người ta viết trong tiếng việt các bạn thì thật sự mà nói cũng khó hiểu giống như là cái bài người ta viết về tiếng việt về chim tinh học thiên văn học sinh loại học hay là giải phẫu thẩm mỹ học các bạn thì khi mà các bạn gặp những cái chủ đề này thì nó khó để hiểu thậm chí bằng tiếng việt còn ở đây là tiếng anh các bạn vì vậy khi thầy dịch ra thì thầy đảm bảo rằng các bạn sẽ cảm thấy lơ mơ à, không có vấn đề gì các bạn nha bình thường thôi quan trọng là chúng ta tìm được cái keyword và chúng ta làm các bạn rồi À, cái đề thành phố hồ chí minh có cái bài viết các bạn họ viết về cái không gian uh, phi hành đoàn rồi trọng lực áp suất tùm lum hết cực kỳ khó hiểu rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tất cả các bạn tất cả chúng ta đều quen với cái ý tưởng rằng những cái người khác nhau sẽ có những cái tính cách khác nhau rồi ai cũng biết chuyện này nhưng cái điều này thật sự nghĩa là gì nó ám chỉ rằng đòi ám chỉ rằng những người khác nhau cư xử trong những cách khác nhau nhưng nó thì nhiều hơn điều này à, sau cùng những người khác nhau thấy bản thân của họ trong những cái hoàn cảnh khác nhau và nhiều trong những cái hành vi này thì theo từ cái sự việc này à, tuy nhiên cái trải nghiệm chung tổng quát của chúng ta đã tiết lộ ra rằng, rồi tiết lộ ra rằng những cái người khác nhau phản hồi này các bạn, rồi phản hồi thì khá là khác nhau một cách đáng kể, một cách nổi à, nổi bật thậm chí khi mà họ đối diện trong những cái tình huống gần gần tương tự nhau, à, các bạn có từ Robly là gần gần nha, tương tự nhau thì Alan có lẽ rằng rất là vui nè để mà sống một mình trong một cái cottage là một cái túp lều à, rất là ngăn nắp các bạn và yên tĩnh các bạn à, đi chơi một lần một tuần và có một công việc giống nhau 30 năm thì trong khi bớt các bạn thích không có thứ gì ngoại trừ những cái chuyến du lịch à, ở nước ngoài những cái chuyến du lịch nổi bật và được quay quanh bởi những cái người bạn à rất là huyên náo ồn ào và nhạc rất là to thì trong cái đoạn văn a này nè các bạn à tí nữa chúng ta làm cái câu mà yes no not given á thì họ đã đề cập cho các bạn là alan nè các bạn rồi alan và Beth nè đó tí các bạn lưu ý hai cái nhân vật này thì các bạn sẽ làm được cái câu này nha rồi thì ở cái câu a này này à, các bạn có những cái từ Uh, keyword các bạn là thấy những người khác nhau Thì thấy họ trong những cái hoàn cảnh khác nhau Rồi, những cái này sẽ giúp chúng ta chọn cái heading Chọn cái heading các bạn nha Rồi, uh, thì ở trong đây các bạn sẽ chọn cái heading số 4 các bạn nha Là rất là nhiều heading số 4 của chúng ta là rất là nhiều phản ứng trong những cái tình huống khác nhau là heading số 4 các bạn. Ở đây thầy ghi số 4 luôn các bạn nha. Rồi. Số 4 luôn. Hoặc là chúng sách đó các bạn, họ sẽ ghi như thế này. Rồi, cũng tương tự nhau. Ở đây các bạn thấy đây, những người khác nhau thấy tìm thấy bản thân của họ trong những tình huống khác nhau có nghĩa là à, heading số 4 đó, các bạn in cho các bạn dễ làm nha rất là nhiều cái phản ứng trong những tình huống khác nhau Rồi nếu thì kéo lên kéo xuống Thì các bạn sẽ uh, hơi uh, Bối rối chỗ này uh, Các bạn nên in đề ra các bạn nha Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua Cái đoạn B này các bạn Thì trong những cái trường hợp Như những trường hợp này Chúng ta cảm thấy rằng Nó có thể không thể là Cái tình huống cái mà Đang tạo ra những cái sự khác nhau Trong hành vi Một điều gì đó về cái cách mà người ta bị à, cột lại này các bạn, bị cột lại, bị à, buộc lại, à, có nghĩa là có cái mối tương quan dường như ở Việt Nam và xác định cái cách mà họ phản ứng với những tình huống và nhiều hơn điều này, thì cái loại của những cái tình huống cái mà họ có trong cái nơi đầu tiên, điều này thì tại sao cái nhân cách của họ dường như trở nên mạnh mẽ hơn khi họ lớn hơn rồi trở nên mạnh mẽ hơn khi họ lớn hơn đây các bạn ở đây tí nữa chúng ta sẽ có thể làm được cái câu uh, not yet given các bạn họ cũng đề cập cho chúng ta là khi chúng ta lớn hơn rồi à, rồi và ở đây á, họ cũng đề cập cho chúng ta là tính cách này sẽ mạnh mẽ hơn khi lớn hơn khi bạn còn trẻ thì cái tình huống của chúng ta phản ứng những cái nhân tố bề ngoài như là cái môi trường gia đình và xã hội nơi mà chúng ta được sinh ra khi chúng ta lớn lên chúng ta ngày càng ngày ảnh hưởng bởi các hậu quả các bạn của cái lựa chọn của chúng ta làm việc cái mà chúng ta bị uh, thu hút để làm và chúng ta bị bao quanh bởi những người như chúng ta cái người mà đã uh, tìm kiếm Thế là nhân cách ảnh hưởng cái mà có lẽ rất là nhẹ các bạn. Khi mà sinh và lớn nhiều hơn à, trong cái thời trưởng thành. Các bạn thấy rằng cái đoạn văn này họ chốt lại cho các bạn một câu là nhân cách. À, những cái nhân cách khác nhau. Thì khác nhau khi mà sinh và mạnh mẽ hơn ở cái độ tuổi trưởng thành. Thì à, các bạn có cái heading số 8 các bạn. Heading số 8 là cái cách mà cuộc sống của chúng ta làm nâng cao, làm gia cố cái tính cách của chúng ta các bạn nha. Vì vậy chỗ này các bạn sẽ chọn số 8 các bạn hoặc là các bạn thấy người ta viết thế này. Rồi, đây các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua đoạn văn C này các bạn. Thì nhân cách vậy là dường như là một loạt của cái sự của những cái tính khí này các bạn của những cái tính khí này các bạn rồi à, bền bỉ à, stable vững và bền bỉ cái mà phân biệt một người thì những cái tính khí này đến một phần từ cái biểu tượng của cái những đặc điểm rồi đặc điểm à, cố hữu các bạn đặc điểm cố hữu của cái hệ thần kinh rồi đặc điểm di, di truyền cố hữu của hệ thần kinh thì ở đây các bạn có cái từ nervous các bạn system rồi sẽ giúp cho chúng ta làm cái câu mà not yet given đó. bởi vì nó có từ nervous nha và một phần từ cái việc học các bạn thì những nhà nghiên cứu thỉnh thoảng phân biệt giữa những cái tính khí này cái mà liên quan à, duy nhất cụ thể đến những cái đặc điểm cái mà khi được sinh ra đã có hoặc là trực tiếp được gây ra bởi những nhân tố sinh học và nhân cách cái mà cũng bao gồm những cái việc học về văn hóa và xã hội đây các bạn sự lo lắng đây not yet given cái chữ này tí nữa chúng ta sẽ làm cái câu not yet given các bạn ví dụ có lẽ là một nhân tố của các tính khí nhưng mà sự xung đạo sùng mộ các bạn là một cái khía cạnh khác của nhân à, tính cách các bạn thấy hơi khó hiểu nha rồi thì trong câu c này trong câu c này các bạn ở trong bài của chúng ta ở trong bài của chúng ta nó có cái sự nè làm nổi bật làm nổi bật các bạn một con người rồi à làm nổi bật làm à, khắc họ tính cách của một con người và câu chốt là các bạn đây, tuy nhiên ví dụ có lẽ là nhân tố tính khí này, nhưng mà cái sự xung đạo lại là một cái việc khác. Thì các bạn có cái heading số 3 các bạn. Các bạn có cái heading số 3. Người ta cho chúng ta là phân loại những đặc điểm nhân tố tùy theo cái xuất phát ban đầu của họ nha. Rồi, ở đây các bạn chọn cái heading số 3. Rồi, số 3 các bạn. Đó là cái heading à categorize nó tương tự như cái từ distinguish này các bạn rồi những cái personality feature nó tương tự như cái từ này rồi bây giờ các bạn sẽ qua cái đoạn văn câu d thì cái sự khám phá cái mà những cái khác nhau về tính cách các bạn ở đây các bạn thấy là cái từ discovery nha nó là có cái từ discovery sẽ giúp cho chúng ta làm cái câu not yet given các bạn thì thực tế là một trong những cái tìm kiếm lớn quan trọng nhất của cái tâm lý học hiện đại hoặc là đương thời nha rồi nó có thể dễ dàng là cái trường hợp cái trường hợp mà không có những cái sự khác nhau à, nổi bật nào giữa những cái người à có những cái tính khí khác nhau rồi để À, giả sử là về cái việc mà lịch sử và những cái sự tranh cãi tương tự nhau và họ tất cả họ có thể phản hồi trong cùng cách nhau. À, tuy nhiên tất cả chúng ta biết đây không phải là một cái trường hợp này các bạn. Thì ở trong đây các bạn thấy là cái sự khám phá này và một cái kết quả của tìm kiếm kết quả nghiên cứu của nhà tâm lý học và cuối cùng người ta kết luận cho chúng ta là tuy nhiên tất cả chúng ta biết trường hợp này thì không có đúng. Vì vậy cái đoạn văn D của chúng ta các bạn, chúng ta sẽ chọn cái heading số 6 các bạn nha. Có nghĩa là một lý thuyết có thể nhưng mà chưa đúng các bạn. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn số 6 các bạn. Rồi đây. Thì ở đây not the case là một Ở đây là findings nè. Rồi kết quả lý thuyết bây giờ chúng ta sẽ qua cái đoạn văn e này các bạn thì những cái biện pháp nha biện pháp à, tính cách rồi những cái phương pháp về tính cách hóa ra là cái sự à, những cái dấu hiệu tiên đoán tốt cho sức khỏe của bạn bạn hạnh phúc bao nhiêu bạn à, tiêu biểu là cái hương vị của bạn cái giác quan của bạn trong vẽ này các bạn rồi tính cách là một cái nhân tố tốt hơn những cái điều này hơn là những cái lớp học về xã hội hoặc là tuổi tác rồi tính cách thích hay không ở đây các bạn thấy origin đã xuất hiện nữa các bạn rồi nguồn gốc của sự khác nhau này thì một phần là hồi nãy inborn này các bạn có nghĩa là sinh ra đã có có nghĩa là có tính di truyền hoặc là năng khiếu nha thì đó là để nói rằng khi người ta được được nuôi đây các bạn đây các bạn chú ý chỗ này nha À, trong cái bài yes not yet given của chúng ta các bạn à, adopt the children đó. À, khi mà người ta được nhận còn làm con nuôi khi mà sinh và lớn lên bởi những gia đình mới thì tính cách của họ này các bạn thì tương tự với những cái bà con có máu mũ của họ hơn là những cái người mà họ lớn hơn à, xin uh, grow up with nha có nghĩa là người ta ý ta nói là tính cách có sự di truyền các bạn thì trong câu E này các bạn có cái từ heading các bạn các bạn có cái heading là số à, uh, số 5 các bạn nha rồi các bạn sẽ chọn cái heading số 5 và heading số 5 của chúng ta là một cái mối liên kết giữa tính cách và khía cạnh của cuộc sống rồi ở đây các bạn chọn heading số 5 rồi 5 các bạn nha rồi 5 bây giờ các bạn sẽ qua số à qua đoạn văn ép này các bạn thì những cái khác nhau về nhân cách có khuynh hướng để mà ở đây à, các bạn có cái từ manifest này các bạn thể hiện chúng qua cái hệ thống tình cảm trực giác rồi hệ thống tình cảm trực giác và cái cảm giác không giải thích được của cái tâm trí con người thì những cái hệ thống à những cái niềm tin có chủ đích có mục đích này hợp lý chậm hơn này chỉ ra ít sự biến đổi trong cái output các bạn à cái sản lượng từ người đến người có là có nghĩa là cái đầu ra các bạn à, từ người đến người thì những cái chiến lược hợp lý chiến lược hợp lý có mục đích này có thể được sử dụng có thể được sử dụng để mà kiểm soát những cái cách trực giác của phản hồi và đây là cái cách mà người ta mong muốn để thay đổi cái tính cách của họ hoặc là cảm giác của họ à, phải thực hiện điều này à, là loài người chúng ta có cái khả năng độc đáo các bạn khả năng đặc biệt để mà nhìn vào cái tính cách của chúng ta từ bên ngoài và quyết định cái nào chúng ta sẽ làm với nó có nghĩa là cái nào chúng ta sẽ chọn các bạn rồi chọn người tốt hoặc người xấu ý là như vậy thì bây giờ các bạn có cái đoạn ép này, này các bạn cái đoạn ép này người ta à, cho chúng ta cái từ manifest này, các bạn rồi là để mà thể hiện ra thể hiện ra là các bạn thì những cái sự khác nhau về tính cách có khuynh hướng để thể hiện qua những cái này rồi chỉ ít sự biến đổi các bạn ít sự biến đổi rồi và cuối cùng người ta chốt lại cái câu là khả năng đặc biệt để mà kiểm soát được cái uh, tính cách của chúng ta từ bên ngoài và quyết định được cái nào mà chúng ta chọn nha vì vậy uh, chúng ta sẽ chọn cái heading đầu tiên các bạn đó chính là a degree Of control cho cái đoạn này Rồi các bạn sẽ chọn cái heading số 1 nha Rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần uh, Yes, no, given các bạn Như đã trình bày các bạn Chỉ có đoạn đầu tiên mới đề cập về Allen và Beth các bạn nha Rồi Allen và Beth minh họ cái tính cách tương phản Trong những cái tình huống khác nhau Rồi Các bạn sẽ chọn yes các bạn nha một người thì thích à, cuộc sống yên ả trong một túp lều Là một công việc trong 30 năm Một người thích bạn huyên náo làm nhạc vân vân Số 8 là các bạn khi chúng ta lớn hơn Chúng ta có khả năng để phân tích tính cách hơn các bạn Thì trong bài có đề cập rằng khi mà bạn lớn lớn hơn à, Cái tính cách của bạn có thể thay đổi hơn Chứ người ta không nói là bạn có khả năng à, phân tích nha vì vậy chỗ này có đề cập nhưng chưa đủ thông tin để bạn làm. À, các bạn chọn not given. Còn câu số 9 các bạn là sự lo lắng là một ví dụ của các đặc điểm à, đã được học. Thì ở trong bài hồi nãy có hai à, highlight cho bạn là cái sự lo lắng ha. Thì ở đây nó không phải là một ví dụ của cái đặc điểm này. Mà nó là một cái đặc điểm của cái việc mà à, duy truyền các bạn nha. Rồi, thì chỗ này các bạn sẽ không có, à, à, nó sẽ tương phản với cái bài của chúng ta. Nên các bạn chọn no ở cái câu này. Rồi, no các bạn. Bây giờ câu số 10 các bạn. Thì những đứa trẻ được nhận nuôi cung cấp cái chứng cứ rằng chúng ta thừa hưởng nhiều hơn là nhân cách mà chúng ta đạt được hồi nãy có dịch có hai cho các bạn các bạn à đó là trong bài có nói là những đứa trẻ à, có cái tính cách thừa hưởng nhiều hơn những người mà chúng ở với nha vì vậy trong câu này các bạn sẽ chọn là yes đi các bạn nha rồi các bạn sẽ chọn yes cho cái câu này rồi chúng ta đã xong phần đọc hiểu của đề thi à, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi à các bạn hãy ủng hộ thầy bằng cách đăng ký kênh like hoặc là uh, share video à uh, xin cảm ơn xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp các bạn ở phần viết câu rồi uh, xin cảm ơn xin chào tạm biệt